Trời ơi, mày bay đầu tao quá hả? Chặt lấy cái nước bỏ đây nè. Hồi nước đâu? Không nghi ngờ con này quá vậy trời. Mày chừa cái nước lại đi, mày đổ cho đi, mày ốp thịt đây nè. Không biết rồi. Mày nữa hả? Nguyên hộ rồi đó. Khi mà gặp mày là tao biết một ngày không bình yên của tao rồi đó. Đi đến đâu là phá đến đó à. Đủ nước gì đi giờ cho nên tình gặp mày là không biết ngủ rồi đó. Làm gì đó mày? Thì người có hợp vậy? Được mày? Trời ơi. Cắt cái nước bỏ đây nè. Mà nước đâu? Mày chừa cái nước lại đi, mày đổ cho đi, mày ốp đây nè. Không biết rồi. Chừa kìa. Đó mày chặt. Đó mày đổ nước, đổ nước. Mày nước đâu? Trời đất ơi, chặt lấy nước ốp thịt mà mình làm gì nước đâu mà ốp. Trời đất ơi, con này nhiệt tình thiệt á. Không có làm ăn được cái gì hết trơn, trời ba là hay không mà. Ngồi đi. Chặt cái ghét. Cái này đó, trong cái một cái nè đó, rồi bây giờ tao đổ vô trong thịt nó ốp này. Trời đất ơi, trời cái con này tao gặp cái nữa rồi, trời ơi nó phá làng phá xóm dữ gì trời, từ làng trên xóm dưới nó quậy mà quậy dữ gì trời. Chặt có một trái dừa để co thịt thôi mà bây giờ nó lấy mẹ thôi thịt đi rồi ốp cái gì, ốp xác tao hả gì bông bông ơi là bông. Trời đất ơi, mày phá dữ gì bông, ăn uống không yên với mày, ngủ nghe không yên với mày, mày phá làng phá xóm dữ gì bông ơi bông, mày nít quỷ dữ gì bông ơi bông.